Rồi, hôm nay chị sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một chiếc Fortuner máy dầu số sàn 2017. Anh chị xe rất là đẹp luôn. Xe này được cái người ta lên full phụ kiện luôn anh chị. Bọc ghế, bọc chừng, lót sàn, lắp màn Android, bọc nói chung là ốp inox xung quanh xe và thay cho anh chị hai cái vỏ mới nè. Hai cái vỏ phía trước Michelin anh chị. Chạy 110.000 cây nha không? Ốp inox đèn phía trước nè. Đó, ốp inox mặt ga lăng nè. Đó, xe này được cái người ta lên full phụ kiện. À, chất xe cũng còn đẹp lắm chị, còn cái màu sơn nè. Còn cái màu sơn nó còn đẹp lắm. Nước sơn liền lạc. Cái này người ta gắn thêm body kit nè. Đó. Và có nè, tay nắm cửa inox nè, chế cửa inox nè, ron kính inox nè, phiên cách nhiệt nè, ốp che mưa cho anh chị. Đi vào trong nội thất nè, anh chị coi nè. Bọc vô lăng cho anh chị nè, à, vô lăng còn đẹp anh chị nha. Đây. Nó chạy 110.000 cây cam kết cho anh chị luôn, chuẩn ô đô. Cam kết không tai nạn, không ngập nước, không bùng rã động cơ, máy móc nguyên zin, bao gì để test hàng thoải mái. Đây cần số 110.000 cây còn đẹp luôn, không có hao mòn luôn chị. À, màn hình Android sẵn luôn nè, à, camera hành trình cho anh chị luôn, và có bọc chân ni lông nè, à, bọc dây già nè, và lót sàn cho anh chị luôn, có ốp inox 7 bước chống chạy nữa. Xe này chạy 110.000 cây, chiếc này chiều bán giá là 700 triệu, còn thương lượng. Đây nè, hàng ghế phía sau nè, hàng ghế thứ hai còn đẹp lắm, hàng ghế thứ ba thì xếp lên rồi. À, này, hàng ghế thứ hai này còn đẹp nè, đó, có bọc ghế, bọc chân, lót sàn đầy đủ anh chị, lắp màn Android luôn. Không, ốp inox chống chày đây nè. Xe này người ta lắp full phụ kiện anh chị, có mấy cái tấm bì cửa còn đẹp lắm. Đó, tấm bì cửa này còn đẹp lắm. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu Fortuner thì đến coi. À, các anh chị coi cái gầm phía sau cũng còn đẹp luôn nè. Đây này bánh xe dự phòng nè. Đó, gầm phía sau nè. Nha. Gầm bọng cũng còn đẹp luôn chị, không có bị rỉ sét cái đó anh chị. Đó, gầm bọng còn đẹp luôn. Đây là phía phía hông bên bên trái nè. Đó. Nè, ốp inox đèn phía sau cho anh chị luôn. Ốp inox cái này luôn, ha. Chiếc xe này còn đẹp quá trời luôn, được cái xe này người ta đi người ta cũng kỹ nè, lắp cũng full phụ kiện luôn anh chị. Không, nè nè, cái dạng hông bên bên phải nè, đây đi xa phía sang chị coi nè, à, xe còn đẹp lắm, máy dầu số sàn 2017, à, ta nắm cửa inox, chén cửa inox, ron kính inox luôn chị, dán phim cách nhiệt luôn rồi nè, ốp che mưa luôn, không nè, dàn ghế bên đây cũng còn đẹp nè, đó, máy dầu số sàn 2017, nè, ốp inox luôn không, xung quanh xe luôn, xe quá kỹ. Lên mạng Android sẵn cho anh chị đó chứ. Đó nè, lên mạng Android nè, cam hành trình luôn chị. Có cam hành trình luôn. Đó, bọc chừng ni lông, bọc cái da nè, ghế bên phụ cũng còn đẹp luôn. Cần số nè, vô nè, cũng còn ok nha. Ha. Vô lăng thì bọc sẵn cho anh chị luôn rồi, không thích lột ra. Mấy cái tấm bi cửa gì cái cũng còn đẹp lắm. Ha. Tấm bi cửa còn đẹp nha. Đó. Này, cái hông nè. Đó, cái hông nè, hông bên phải nè. Ha. Ở đây chỉ có một chiếc Legender nè, 2022 anh chị. Legender này bán 120 triệu nè, thay cái vỏ Michelin mới cho anh chị luôn đó. Đó, mà đây là cái phần động cơ nè, mua bán là chịu cam kết anh chị, máy móc nguyên zin, không tai nạn, không ngập nước. Đây nè, ốc capo cũng còn zin luôn gì đó, ốc capo còn zin luôn nha. Đó, anh chị nào mà có quan tâm thì đến coi Fortuner máy dầu số sàn 2017, chiếc này chịu bán giá 700 còn thương lượng. Thì anh chị các bạn nào mà có quan tâm anh chị các bạn đến coi, chịu bớt thêm cho. Nè, sẵn tiện ở đây nè, quay cái gầm cho anh chị coi, gầm còn đẹp lắm. Nhớ không? Đó, gầm bọng này còn đẹp quá trời luôn. 2017. Số sàn máy dầu. À, 700 còn thương lượng. Xe chạy 110.000 cây anh chị nha. Thì ngoài Fortuner nè, chịu có con Legender nè, 2022, 1 tỷ 120 triệu, chạy 47.000 cây. Một cầu. Mazda 2022 giá là 590, bản Luxury. Raptor 2021 970 triệu, Raptor này không niên hạn luôn. Vios 2019 425 triệu, Hyundai i10 2018 số tự động giá là 300 triệu. Hyundai Tucson đây nè, 2020 1.6 turbo chạy 57.000 cây, giá là 750 triệu. Fortuner máy dầu số sàn 2021 chạy 16.000 cây, giá là 910 triệu. Xe này bán rồi. Đó, có rất là nhiều xe, anh chị cứ đến đến showroom bên chiều nha. Đến coi xe đi, rồi giá luôn luôn tốt cho anh chị luôn. Kona 2021 giá là 565 triệu. Rồi, chị cũng cảm ơn anh chị các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Anh chị các bạn lần đầu vào kênh nhớ bấm đăng ký kênh nha, để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng.